chân dung trên công viên buồn Tác giả Phạm Thành Nhân Trong cuộc chiến bảo vệ miền Nam tự do Quân lực miền Nam đã mất đi một số tướng lãnh tài ba Một tướng Đỗ Cao Trí, tư lệnh quân đoàn ba Tử nạn khi chiếc trực thăng của ông nổ trên vùng trời Tây Ninh khi ông đang chỉ huy để đánh vào trung ương cục R ER của cái đám được gọi là Mặt trần giải phóng miền Nam Nhưng thực chất là con đẻ của Cộng sản Bắc Việt Tướng Nguyễn Viết Thanh tư lệnh quân đoàn 4 Tử nạn khi hai chiếc trực thăng đụng nhau trên lãnh thổ quân khu 4 Trong lúc ông đang thị sát mặt trần Tướng Trương Quang Ân tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh Cùng với chiếc trực thăng nổ tung trên trời khi vừa cất cánh tướng pháo binh Phan Đình soạn cùng chiếc trực thăng rơi xuống biển vì đụng phải một dàn anten trên một chiến hạm của Mỹ thuộc đề thất hạm đội. Khi ông cùng bộ tham mưu đi nghiên cứu để thành lập một đơn vị pháo binh phòng không cho quân khu 1 và còn một số các vị tướng lạnh khác cũng bị tử nạn vì máy bay. Nói chung thì đa số đã tử nạn vì tai nạn máy bay nhưng không thể phủ nhận những công lao to lớn mà các vị tướng đó đã phục vụ cho tổ quốc và đất nước do đó mọi người đều thương tiếc truy điệu và tưởng nhớ đó cũng là một cách tri ân những anh hùng đã vì quốc vong thân tại trung tâm của sài gòn có một số hình ảnh của vài vị tướng đã hy sinh được dựng lên trong các công viên của thành phố như bức chân dung của cố đại tá nhảy dù nguyễn đình bảo được nổi bật hơn hết với trận đánh trên một ngọn đồi cha ly và được gọi là người ở lại một mình nhưng thực ra ông không ở lại đó một mình mà đã có nhiều người lính mũ đỏ khác cũng vĩnh viễn nằm lại ở đó cùng ông phải công nhận rằng ông là một người sĩ quan chỉ huy của binh chủng nhảy dù đã tạo nhiều chiến công hiện hách. Điển hình là trận đánh Đam Bơ, nhưng với xương máu của những người lính mũ đỏ, đã tạo nên chiến công vang lừng đó. Cho nên thiết nghĩ phải vinh danh tất cả những anh hùng đó. Xương máu tạo anh hùng Đã có biết bao nhiêu thân xác người lính nằm trong mộ buồn của một nghĩa trang có tượng đá người chiến binh ngồi gác súng, mắt ngước xa xôi dưới vành nón sắt của một buổi chiều hoàng hôn giăng tím, làm nổi bật những hàng mộ bia trắng xóa cả một vùng trời, với hai hàng liễu buồn ủ rũ chạy dài trong nghĩa trang, thinh không vắng lặng, u buồn với tiếng nỉ non của những con dế mèn khi màn đêm vừa xuống. Những người lính đã một thời cầm súng giữ gìn quê hương, đã một thời dày xô in dấu, áo trần bạc màu rong rủi trên khắp nẻo đường quê hương. Máu của họ đã đổ xuống để cho một phần đất tự do còn lại được yên lành, ấm no. Trong khi đó, trong trung tâm thành phố, khi màn đêm phủ xuống, thành phố tràn ngập ánh đèn muôn màu sáng tỏa lung linh cùng với điều nhạc quay cuồng từ các vũ trường phòng trà đã làm cho những bức chân dung trong công viên trở thành thời thượng. Bức chân dung như muốn nhảy nhót theo điệu nhạc, như muốn nhộn nhịp cùng công viên thay vì những bức chân dung này được đặt trong nghĩa trang, nơi có hàng ngàn, hàng ngàn ngôi mộ của những người lính đã một thời xả thân giữ nước. Ôi, cao cả biết bao! Một chiếc máy bay lâm nạn không phải chỉ có một mình vị tướng hy sinh, mà là có cả một phi hành đoàn. Người phi công lái chiếc trực thăng cùng với phi hành đoàn cũng hy sinh. Nhưng vị tướng thì được truy thăng, truy điều một cách long trọng. Còn những người xấu số không hề được nhắc nhớ và hầu như bị lãng quên. Phải chăng đó là sự bất công và bất hạnh của kiếp làm lính? Chữ lính được viết đầm nét đúng với ý nghĩa của nó một kiếp lính sống trong nỗi cùng cực của chiến tranh đã kéo dài kéo dài một cách thê thảm cùng với thân phận của người lính một tích tắc có thể người lính ngã xuống trong ngỡ ngàng và bi thảm gian khổ và hiểm nguy hầu như lúc nào cũng vây quanh người lính trong sự sống và cái chết chỉ là một đường tơ kẻ tóc một cuộc hành quân khai diễn một bàn tay được xòe ra của người tư lệnh trên phóng đồ hành quân phải ô vuông trên bản đồ nhưng ngoài thực tế người lính đã phải cầm lưng với chiếc ba lô súng đạn trèo đèo vượt suối băng mình trong lửa đạn để tiến đôi khi gục ngã nửa đường những người lính còn lại có khi phải dẫm qua những vũng máu của đồng đội mình để đi đến mục tiêu. Một ngọn đồi chiến lược chiếm được, người sĩ quan chỉ huy cùng với đám đàn em lính sống sót của mình, ngồi nắp vội bi đông nước còn nằm nặc mùi sình. Một bịch gạo sấy lành tanh ăn vội vã cho qua cơn đói. Chung quanh một hàng dãy bông xô quấn tròn những thân xác bất động, xác của những người lính đã gục ngã trong lúc giao tranh trong khi đó người đã xòe năm ngón tay trên tấm bản đồ mở chai sâm banh vang nổ ăn mừng khi được thêm một vì sao lấp lánh trên áo công lao đó chính là xương máu của những người lính thuộc quyền tạo nên thêm một cái huy chương đỏ thẳm trên ngực áo đỏ như máu của người lính mộ người lính xanh cỏ đỏ ngực người tư lệnh chiến tranh quả thực tàn nhẫn và đau xót. Người lính ôm súng, mặt cúi xuống xác người đồng đội được quấn trong chiếc bông xô. Người lính lầm bầm nói, Đủ mà, tao đã nói rồi mà mày đéo chịu nghe. Hôm nay đến lượt mày đi khinh binh thì ráng mà cẩn thận. Cây thường liên của địch bắn như mưa mà mày chạy thẳng người trong thế xung phong hàm chi ba cái huy chương lẻ tẻ đó có lần mày đã nói với tao là cố tìm một cái để về le lói với bạn bè đục mà bây giờ mày toại nguyện rồi đó cái huy chương thì không được đeo cấp bậc thì không được mang mà để trên bàn thờ cúng dỗ chung quy chỉ có gia đình mày chịu thiệt thòi mà thôi người lính chết trận chiều qua ngày mai người đời quên lãng thôi mày hãy yên nghỉ hãy quên đi chiến tranh hận thù hãy để hồn thanh thản nơi miền miên viễn đó nước mắt người lính nhỏ lên xác bạn của một ngày nắng chói chang trên đỉnh đồi đẫm máu khi bom đạn vẫn nổ chung quanh bóng chiều nghiêng nghiêng đổ nơi nghĩa trang đài tử sĩ với những bậc thang cao vút bấm người quả phụ với vành khăn tang quấn trên mái tóc đen huyền cô đơn lạc lõng với những hàng mộ bia trắng tiếng gió vi vu như réo gọi hồn ai nàng ngồi bên cạnh mộ chồng lần từng ngón tay trên mộ bia khung hình bầu dục như muốn tìm lại một chút da thịt người chồng của một thuở mặn nồng lá thư được viết từ chiến trường. Đến đồi căn cứ, ngày 28 tháng 3 năm 1972. Em yêu dấu. Ngày hôm nay địch pháo dữ dội quá. Những trái đạn 130 rít trên bầu trời, nghe đến rợn người như muốn xé nát không gian. Những trái đạn nổ lóe sáng trong đêm tối những mảnh đạn rơi lột bột trên nắp hầm trú ẩn. Anh thấy cuộc sống mong manh quá. Chiến tranh đã làm mất đi bao nhiêu bạn bè. Anh chỉ muốn chiến tranh chấm dứt để anh trở về với em, với những người thân thương, bạn bè của anh để sống lại của thỏa yêu đương mặn nồng. Chiến tranh chưa kết thúc, nhưng lá thư đang viết dở gian, gian dở như số phận người lính với cái chết đến thật bất ngờ và ngỡ ngàng. Người quá phụ cầm chặt lá thư trong tay, bước lần ra cổng nghĩa trang giữa hai hàng liễu đông đưa trong tiếng gió u buồn. Sau lưng, những dãy mộ trắng cày dài thẳng tắp tầng cuối chân trời. Khi những tia nắng nhạt cuối cùng đang chìm dần vào tối và xa xa nơi thành phố những ánh đèn sáng tỏa muôn màu nơi ấy có những bức chân dung sáng tỏa trong công viên buồn